Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng các bác đây. Một mẫu siêu phẩm cục đẩy bãi 4 kênh đã cập bến. Đấy, với cái dòng đẩy bãi 4 kênh này thì anh em có thể chơi được full 4 quả full hoặc là 2 quả full 2 quả súp đơn. Đấy, rất là chất luôn các bác nhá. Máy về em bao đẹp long lanh như các bác luôn đây, mặt phay nhôm này. Rất là đẹp này, đây em chưa vệ sinh, chưa lau chùi cái mặt nó đi, lau chùi của mặt đi nó sẽ hết ố, nó sẽ rất là đẹp các bác nha. Đây mặt trước của nó đây. Đấy, nó đang hiện tại là nó đang bị ố chưa lau chùi được này. Đấy, bên trong này rất là đẹp luôn, mặt phay nhôm này. Mặt phay nhôm này thì anh em dùng thoải mái luôn, dùng đến 5-10 năm nữa cũng không sợ nó bị han gì, quá là đẹp luôn các bác nha. Máy 600W trên một kênh nhá, nhân 4 kênh, mỗi kênh 600W thì anh em có thể chơi được mỗi kênh là một quả full 40 đơn côn 76 nhé. Anh em chơi được 4 quả full 40 côn 76 hoặc là chơi được 4 quả súp đơn 40 côn 100 các bác nhé. Volume cũng bằng nhôm luôn các bác nha, lúm volume bằng nhôm luôn, rất là đẹp nhé. Đây phía bên trong đây, máy chạy 32 đèn LGV kép các bác nhé. Đây LGV kép nhé. Máy này thì em bao chất âm cực kỳ hay các bác nhé. Vừa hay này, tiếng sáng khỏe này, biến áp rất là to nhé, biến áp bự luôn, khoảng 20 phân, hơn 20 phân thì đấy. Chạy 32 đèn công suất LG này. Đây đèn LGV kép đây các bác nhé. Đấy, rất là đẹp luôn các bác. Vì sau có vỉ lưng tiếng này, máy công nghệ B3 của Đức nên là chất âm cực kỳ hay các bác nha, chất âm bao hay cho các bác, tiếng cực kỳ sáng. Em bán cái dòng này, máy này quá là nhiều rồi, quá là nhiều luôn trên thị trường rồi, máy 2 kênh rồi 3 kênh, hiện hôm nay lại về 4 kênh cho các bác đây. Máy này quá là chất luôn. Đây mặt phay nhôm nhá, khi nào em vệ sinh em sẽ làm sạch hết cái mặt nhôm này đi, nó sẽ sạch sẽ, nó đẹp như mới luôn các bác nhé. Vì cái mặt nhôm này vệ sinh rất là dễ. Đấy, số lượng em về khoảng 30-30 con gì đấy, 30 con nhá, đẹp như nhau, mặt đẹp như nhau, ruột cũng rất là đẹp luôn. Máy bao đẹp cho các bác luôn này, máy zin nhá, zin bản từ Trung Quốc về chưa động chạm gì này. Đây anh em nhìn này, zin từ vết hàn luôn các bác nhá. Quá là đẹp luôn, tụ còn rất là đẹp. Tụ của nó là chạy 8 quả tụ 63V 15.000 mi các bác nha, 15.000 mi luôn. Tụ quá là dung lượng, quá là lớn luôn. Đấy, máy này hôm nay trên video này em bán sập sàn cho các bác, rẻ nhất thị trường luôn, bao rẻ nhất thị trường luôn các bác nhá, với giá là 3.500.000 đồng, bao ship toàn quốc cho các bác luôn. 3.500.000 đồng anh em sở hữu được ngay một con 4 kênh 600W rồi. Như trên thị trường họ bán những cái con 600W 4 kênh này giá không dưới 4 triệu các bác nhá. Cam kết giá không dưới 4 triệu nhưng hôm nay em chỉ bán cho các bác giá rẻ, chỉ 3.500.000 thôi. Bao ship toàn quốc cho các bác, nguyên cái tiền ship nó đã mất hơn 200.000 rồi. Vậy là các bác mua với cái giá chỉ hơn 3 triệu, khoảng 3.300.000, 3.200.000, quá rẻ. Rẻ như con đẩy 2 kênh 32 sò luôn. Em cam kết là rẻ như con đẩy 2 kênh 32 sò. Đấy, quá là rẻ luôn các bác nhá. Giá chưa bao giờ rẻ được đến như vậy. Bên em nhập được một lô nó rẻ nó đẹp, bên em về cũng bán rẻ, bán đẹp cho các bác luôn. Đấy, chỉ 3.500.000 đồng là các bác đã nhận máy luôn rồi. Đấy, em bao ship toàn quốc mà, chỉ bỏ ra 3.500.000 là các bác đã sở hữu được nó rồi, quá là rẻ các bác nhá. Anh em nhanh tay nhá, số lượng chỉ có 28-29 con thôi, anh em không nhanh tay là hết. Đấy, số lượng nó có hạn, hàng 4 kênh này, thương hiệu LAT mới 4.600, số lượng khoảng 28-29 con. Máy bao đẹp cho các bác luôn nhá, bao đẹp bao zin cho các bác này, bao đẹp bao zin. Đấy, quá là chất luôn các bác nhé. Đây mã thương hiệu này, mặt phay nhôm toàn bộ này, đẹp long lanh. Đấy, số lượng con nào cũng đẹp như con nào,
quá là rẻ các bác nhá. Liên hệ ngay cho em nhá, số điện thoại ở trên video, trên màn hình video nhá. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em ở video test tiếp theo.